Lily, cô nghe đây. Cô đã bị bao vây rồi. Xin cô hãy bỏ hết công tác, không cần giơ tay lên, ra đây để chúc mừng sinh nhật của cô ngay. Vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Đẹp quá. Cảm ơn. Nè, có chuyện gì mà đông vui vậy? À, thầy Sơn, hôm nay là sinh nhật của Lily mà. Yeah. Mời bà Sơn. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn. Xin lỗi Lily, tôi không có đem quà tới. À, không cần cái sáo. Ê, bây giờ là lúc cắt bánh sinh nhật rồi đó. Ờ, đúng rồi, mình cắt bánh sinh nhật đi nha. Cắt bánh sinh nhật đi. Ê, khoan đã Lily à,
trước khi chị cắt bánh sinh nhật phải mời sư phụ của chị cổ vũ vài lời chứ. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi đó. Thầy tin học sinh của thầy đều biết thầy có hai câu châm ngôn, đó là danh lợi như sương mù, chánh nghĩa mới vĩnh cửu. Ở trong đám học sinh của thầy, Lily đây là người nắm vững nhất hai câu này. Mỗi một lần khi thầy nhận được các vụ án, thầy không bao giờ nghĩ tới lần thưa kiện này sẽ đem tới cho thầy bao nhiêu tiền luật sư. Thầy cũng không suy tính là sau khi thắng kiện rồi sẽ giúp ích được bao nhiêu về danh tiếng của thầy. Thầy chỉ nghĩ là thầy phải duy trì chánh nghĩa, cố gắng giúp đỡ những người vô tội, để cho luật pháp ngày càng được công chánh hơn. Đúng, thầy Sơn nói đúng đó. Thầy Sơn thì có tinh thần chuyên nghiệp, hèn chi bên sở luật chánh nhiều người như vậy mà vẫn mời thầy qua để làm quan chủ khống đó. Anh nói đúng đó. Nè, mấy vụ trước đừng nói, chỉ nói lần này thầy Sơn vì chịu làm quan chủ khống, các đại luật sư khác đã không dám nhúng tay vào vụ án này. Dĩ nhiên rồi, trong mấy năm nay thầy Sơn chưa hề gặp địch thủ mà, vụ án gì cũng được thắng kiện đó. Thật ra sở dĩ hôm nay thầy có được một ít thành tựu, bà xã thầy cũng có công lao đó. Thầy nghĩ các em đều có nghe qua, sau lưng của mỗi một người đàn ông thành công đều có một người đàn bà ủng hộ, có phải không? Đúng. Anh Sơn, anh chớ quên cho chánh hôm nay là cô Lily đó. Xin lỗi, xin lỗi. Thôi đừng nói nhiều, mình cắt bánh sinh nhật đi. Khoan đã, cùng hát bài chúc mừng sinh nhật trước. Đúng rồi. Hai, ba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Lily. Happy birthday to you. Ghen tương với vợ anh nè. À phải, em có nhận vụ án của Hà Văn Kiên. Tại sao vậy? Em đã biết là anh làm quan chủ khống mà. Em là học trò của thầy thôi, chưa chắc là thua đâu. Lily à, hãy nghe lời của anh, bỏ vụ án này đi, đừng đem tương lai của mình ra giỡn chơi. Em đã quyết định rồi. Làm vậy để chi chứ? Em vừa được hành nghề, biết chắc là thua rồi, không nên nhận chi. Em biết em là học sinh của thầy, thầy khi dễ em, nhưng em phải chứng minh cho thầy coi. Làm gì không có thầy giúp đỡ, em vẫn có thể là một trạng sư nổi tiếng. Làm gì có. Lily à, em là học sinh của anh, em theo anh bấy lâu, dĩ nhiên là có tài chứ. Nhưng mà vì một người mà mình không quen biết làm hư đi cảm tình của mình có đáng hay không? Lily à, em là học sinh của anh, nếu như mà em giỏi hơn anh, đi thưa kiện thắng được anh cũng thấy quang vinh, thấy vui vẻ. Nhưng mà bị cáo lần này thật sự là hung thủ giết người, em không thể uốn nắn sự thật, nói hắn là vô tội được đâu. Ngày nào tòa án chưa phán thì chưa thể nói hắn là có tội được. Thầy còn nhớ không, cái vụ án di dân mới của Trần Vĩnh Hoàng, có người cũng đồng thanh nói hắn là hung thủ. Thầy hiểu rõ ràng lắm mà. Trước khi vụ án được phân trần, thầy biết hắn vô tội. Thầy vì lợi ích của mình mà giấu giếm sự thật, khiến một người vô tội bị mất tự do suốt đời. Thầy biết không, người mà thầy nói là hung thủ mấy hôm trước đã tự tử chết ở trong ngục đó. Em nhớ thầy có nói cái gì, danh lợi như sương mù, chánh nghĩa là vĩnh viễn hả? Như vậy là chính nghĩa hay sao? Em thiệt thấy thầy nói một đằng là một nẻo đó. Em đâu thể nhập chung mà nói được. Lần đó là lần đầu tiên anh làm qua chủ khống,
bất đắc dĩ anh mới làm như vậy mà thôi. Huống chi người đó thuộc băng đại khuyên, cho dù lần này không sao, sớm muộn cũng chém lộn với người ta hay đi ăn cướp mà bị bắn chết thôi. Thôi bỏ đi, đừng gây gổ vì chuyện đã qua nha. Nếu thật sự em phải nhận vụ án này, anh cũng không phản đối. Em có thích không? Happy birthday. Tuy đã kiếm được cô nhận vụ án này, nhưng đối thủ là sư phụ của cô. Tôi nghĩ xác suất mà cô thắng rất ít. Nếu như mình anh mất tự tin, tôi có thể thứ lỗi cho anh. Ừ. Nhưng nếu không có lòng tin với tôi, làm ơn kiếm người khác. Tránh giùm đi, tránh giùm đi. Ra ngoài hơn, ra ngoài. Có chuyện gì từ từ nói. Đây làm gì? Đứng lại gần nha. Anh đứng yên nha. Tôi bị làm ra ngoài. Ra ngoài. Nếu không tôi sẽ chết chung với nó à. Ra ngoài. Đứng ra ngoài. Có chuyện gì từ từ nói mà. Nói cái gì? Còn gì để nói chứ? Vợ tôi bị người ta giết, các người lại nói là tôi giết. Còn gạt tôi về đây nữa. Hôm nay là tang lễ của vợ tôi, các người còn nhốt tôi ở đây. Vậy là cái gì chứ? Cho tôi ra đi, để lát tôi trở về, tôi hứa cho các người mà, tôi hứa mà. Được, được, được. Anh bỏ vũ khí xuống đi. Thả bác sĩ ra đã. Tôi thả nó ra, các ông cho tôi ra ngoài sao? Ông nói lao, ông nói lao. Tôi xin các ông, tôi xin các ông cho tôi ra ngoài đi. Bỏ vũ khí xuống đi, tôi đã báo với cấp trên rồi. Vậy sao không còn đi đi, không kịp giờ rồi, tôi phải đưa đám vợ của tôi mà. Các ông làm cái gì? Các ông làm cái gì vậy? Các người không được bước tới, nếu không tôi sẽ bóp cổ ra. Ông kia, ông đừng nóng nảy, cô Lily là đại luật sư tới biện hộ cho ông đó. Nếu như anh bắt tôi làm con tin, nghĩa là từ bỏ cơ hội biện hộ. Từ nay không ai tin anh không phải hung thủ. Nếu anh thiệt vô tội, anh buông tay ngay. Tôi có thể đảm bảo, có thể bảo lãnh đàn ra ngoài và rửa thoát tội cho anh. Buông tay. Buông tay ra. Theo tài liệu của cảnh sát, hung khí dùng giết Phương Thiên Lan là do một vật thể giống như dao gây nên. Mà con dao đó rất giống như cây dao đá của ông đã có. Nhưng mà sau khi xảy ra án mạng, cây dao của anh đã bị biến mất. Anh giải thích sao? Tôi không biết gì hết. Anh nói anh không có giết Phương Thiên Lan, nhưng sao có người thấy anh xuất hiện ở gần hiện trường sau khi xảy ra án mạng? Tôi thì không biết gì hết mà. Báo cáo của quan pháp y nói là trong móng tay của vợ anh kiếm được tổ chức di thể già của anh. Và người phi giúp việc cho anh nói là trước đêm xảy ra án mạng nghe được hai vợ chồng gây gỗ với nhau. Có phải anh vì nóng nảy nhất thời cầm con dao đá lên giết chết bà rồi rời khỏi hiện trường dục bỏ con dao đá, có phải vậy không? Tôi đã nói là không biết, không biết, không biết, tôi không biết mà. Anh như vậy là thái độ gì? Tôi cho anh biết nha, tôi đã nhận vụ án này là phải biết tất cả các chi tiết. Tôi khẩn trương như vậy không phải vì anh, là vì tôi muốn thắng vụ kiện này. Anh bỏ cuộc, anh thất vọng, không mắc mớ gì tôi. Nhưng mà tôi phải thắng. Tôi cần thể diện, không thể bị thua. Anh vui lòng hợp tác với tôi, được không? Làm ơn cho đi thuốc. Bị cáo Hà Văn Kiên, tội danh của ông là vào ngày 14 tháng 6 năm nay mưu sát một cô gái quốc tịch Trung Quốc tên Phương Thiên Lan ở số nhà 855 đường Kiên Đảo. Ông có nhận tội không? Không nhận tội. Bây giờ luật sư nguyên cáo hỏi bị cáo. Thưa quý tòa, vì phải chờ báo cáo quá nghiệm tổ chức gia ở bên Luân Đôn, cho nên nguyên cáo yêu cầu tạm gác lại vụ án 2 tuần lễ. Luật sư bị cáo có ý kiến gì không? Thưa quan tòa, tôi không có ý kiến, chỉ mong là trong thời gian này đương sự của tôi được bảo lãnh ra ngoài. Thưa quan tòa, tôi phản đối. Vì bị cáo có liên can tội mưu sát cấp bậc, nếu tội được thành lập có thể bị xử tử hình. E rằng sẽ có việc sợ bị can bỏ trốn trong khoảng thời gian bảo lãnh ra ngoài. Thưa quan tòa, dựa vào giả thiết vô tội trạng của luật pháp nước Anh, bất cứ ai chưa được định tội đều là vô tội. Nếu không thể nói bị cáo có tội, vậy sao có chuyện sợ tội phạm bỏ trốn chứ? Còn nữa, tang chứng và lời cung của nguyên cáo quả thật có nhiều điểm nghi ngờ. Thứ nhất, theo lời cung PBC 404 của nguyên cáo, người phi giúp việc của bị cáo trước ngày xảy ra án mạng đã thấy bị cáo và nạn nhân có gây gỗ với nhau.
y nghe được một số lời lẽ như là giết chết người chẳng hạn. Tôi nghĩ tất cả những người có kinh nghiệm gia đình đều biết, hai người khác nhau ở chung nhau, dĩ nhiên là có ý kiến bất đồng, có tranh chấp cũng là việc tầm thường mà thôi. Nếu từ đó mà chúng ta suy luận sẽ giết chết đối phương, tôi nghĩ những cặp vợ chồng bình an vô sự, chỉ còn lại những người điếc và câm. Tại vì dù vợ chồng âu yếm cách mấy cũng có vấn đề tồn tại mà. Ngoài ra, Peter Van Dieu 4 là một người nước ngoài, cô tới Hồng Kông chưa đầy 2 năm, hiểu được tiếng của mình cũng chẳng bao nhiêu. Tôi nghĩ chúng ta đều biết cái chỗ lắc léo của tiếng mình. Như là nói giết người, nếu đổi là giết người sao nói bằng giọng này, ý nghĩa đã khác hẳn rồi. Một số người mình không hiểu rõ, văn hóa của mình cũng chưa chắc hiểu rõ, huống chi là một người nước ngoài. Cho nên tôi thấy là lời khai của Peter View thật là đáng nghi ngờ lắm. Thứ hai, theo lời cung của BBC 206 của nguyên cáo, chuyên gia khoa pháp y nói là hung khí dùng để giết chết nạn nhân rất giống như là chất khoáng của cây dao mà bị cáo đã có từ trước. Bây giờ tôi giả thiết, cho dù là hai chất khoáng này giống y như nhau, cũng chỉ đủ chứng minh là cùng một loại thôi, chứ không thể chứng minh là cùng một con dao. Thứ ba, tang chứng quan trọng nhất của nguyên cáo là phát hiện có mảnh da trên móng tay của nạn nhân. Theo nguyên cáo nói, tổ chức da này là của bị cáo. Nhưng tôi thấy là nguyên cáo cũng có nghi ngờ, nếu không ổng không đem mảnh da này qua nước Anh để hóa nghiệm. Thưa quan tòa, nguyên tắc của luật pháp Anh quốc, tất cả đều bình đẳng trước pháp luật, mỗi người đều được hưởng nhân quyền và tự do. Tôi nghĩ bị cáo cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu như vì lời cung và tăng chứng mà lại đáng nghi ngờ như vậy, vẫn câu lưu bị cáo trong ngục tù, tôi thấy làm như vậy là bất công đối với ảnh. Ngoài ra, lâu nay hành vi của bị cáo rất lương thiện, anh đã được trao giải thanh niên kiệt xuất và được trao nhiều bằng khen. Với một người có học lực như vậy, có nhân cách như vậy, tôi tin rằng anh sẽ chịu an phận để chờ ngày xét xử kế tiếp. Thưa quan tòa, mong ông suy nghĩ việc này. Được, bây giờ bốn tòa tuyên phán bị cáo Hà Văn Kiên được bảo lãnh tại ngoại với số tiền mặt là 1 triệu bạc. Đương sự phải giao nộp các giấy tờ du lịch và mỗi ngày tới ti cảnh sát trình diện 1 lần. Cảm ơn ông quan tòa. Anh Kiên, tới rồi. Mời cô vô chơi. Được. Bỏ xuống. Chào cậu. Đừng giở trò nước mắt cá sấu nữa. Mày còn dám về đây à? Mày không có tư cách ở đây. Đi khỏi chỗ này ngay. Cậu à, mày không cần nói thêm. Hung thủ giết người, Phương Thiên Lan tốt với mày như vậy, mày cút đi. Cháu yêu Thiên Lan như vậy, sao cháu lại phải giết cổ chứ? Cậu nghĩ lại coi. Mày không cần ngụy biện nữa, chính mắt tao thấy mày rời khỏi chỗ này. Đưa nó đi.
Dạ được. Thôi thôi mình đi đi. Thưa ông, đây là nhà của ông Kiên, tôi nghĩ ông không có quyền đuổi ông đi. Căn nhà này của tôi mua cho cháu của tôi không bằng lòng nói tới ở. Tôi biết, tôi biết. Nhà này ông tặng cho người nhà, chủ quyền đã không thuộc về ông nữa. Phương Thiên Lan đã chết, chồng của cô sẽ trở thành chủ nhân mới của ngôi nhà này. Ông không những không có quyền đuổi ông đi, mà ông còn không thể đi vào chỗ riêng tư của người ta khi mà chưa được người ta đồng ý. Nếu như ông không hiểu tôi nói gì, ông có thể đi hỏi luật sư của ông. Được, tôi có nhiều nhà mà. Cho dù tao tặng cho mày nhưng mày không thể ở lâu được. Maria, vô đây với tôi. Nó không phải là chủ của chị nữa. Dạ thưa ông. Ngày mà tôi quen với vợ tôi, ngồi ở chỗ này, Thiên Lan ngồi chỗ của cô, thì đó là lần đầu tiên tôi gặp cổ. Nhưng mà đã bị cổ thu hút được tôi. Tôi không thể kiềm chế được và cứ phải nhìn lén cổ luôn. Nhưng tôi cũng để ý được cổ đang để ý tôi. Tôi khẳng định cổ đang để ý tới tôi. Lúc đó tôi có cảm giác cả kịch trường như không còn ai nữa, chỉ còn hai chúng tôi mà thôi. Tôi biết được người tình trong mộng của tôi đã ngồi kế bên cạnh tôi rồi. Tại sao trong giấy chương trình có hình của cổ vậy? Vũ đoàn này là do vợ tôi đại thọ mà. Vợ tôi thích coi múa dân gian lắm, nhất là loại múa dân gian Ấn Độ này. Chỉ tiếc là từ nay không thể coi chung với tôi nữa. Em làm gì? Thiệt làm anh hết hồn à? Sao khuya vậy? Em vẫn chưa trả lời anh tại sao về khuya vậy? Thì làm gì? Họ nói em không có về văn phòng. Em cùng người khách của em đi bàn công việc. Biết đâu vì thấy em đẹp gái, diện cớ hẹn hò với em thôi. Thật ra muốn bàn chuyện công nên về văn phòng kia mà. Nó đúng lắm.
Nếu anh có chuyện công bằng với em, về bên văn phòng nha. Em làm gì vậy? Anh chỉ nói chơi với em. Em không thích đem chuyện công ra nói chơi đâu. Nếu không, làm sao làm đối thủ của đại luật sư Hoắc Trung Sơn chứ? Vậy thì không phải. Hôm nay em có biểu hiện khá lắm. Em thắng cuộc mà. Chỉ có điều, nếu như mà ngày hôm nay anh đề ra vụ Liverpool có một tội phạm tình nghi đã giết 3 nhân chứng rồi bỏ trốn trong thời gian bảo lãnh vào năm 73, anh nghĩ ông quan tòa chưa chắc cho em bảo lãnh đâu. Một ân huệ lớn như vậy mà em làm sao đền đáp đi? Vậy thì không cần. Thật ra hôm nay có phần nữa là vì anh thôi. Anh muốn cho đoàn bời thẩm có một ấn tượng tốt, để họ thấy anh không phải là kẻ hiếp đáp người quá. Như vậy mai mốt anh đứng ra buộc tội hắn sẽ dễ dàng hơn. Vậy ý anh là hôm nay em đã thắng cuộc nhưng thật ra là em đã thua? Như vậy thì không phải. Thật ra hôm nay em biểu hiện khá lắm, ai nấy đều khen em. Lily, sáng hôm nay em làm đẹp như vậy, ngày mai kiếm đại một cớ bỏ hết các vụ án, có được không? Xin lỗi, tính em làm việc có đầu có đuôi chứ anh đã biết chứ. Cho dù đệ tử đánh không lại sư phụ em cũng phải thử mà. Bỏ đi, anh cũng thuận miệng mà nói thôi. Em có thích chiếc xe đó không? Khá lắm, chỉ có điều hơi mắc. Tiền bà thì đáng cái gì, chỉ cần được em thích mà. Lily, tối nay vợ anh đã qua Đài Loan, anh không về nhà bển. Bị cáo, xin hỏi anh đám cưới với vợ anh bao nhiêu năm? 8 năm. Anh có thể cho chúng tôi biết cảm tình của hai vợ chồng anh ra sao không? Quan hệ của chúng tôi cũng tốt lắm và hạnh phúc. Hạnh phúc? Việc hạnh phúc mà anh nói là dưới mắt của kẻ khác, anh chị như là hạnh phúc? Hay là vợ chồng anh chị thật sự hạnh phúc lắm? Chúng tôi thật sự hạnh phúc. Tuy là cưới nhau đã 8 năm nhưng mà vẫn như lúc ban đầu. Anh nói láo, tình cảm vợ chồng anh thật sự không tốt chút nào. Tôi không có nói láo, tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi phản đối luật sư của nguyên cáo nêu ra những câu hỏi gây hiểu lầm. Thưa quan tòa, tôi ở ngành tư pháp mười mấy năm, đã thưa kiện không biết bao nhiêu mà kể. Thậm chí thượng tố tới tòa án Luân Đôn tôi cũng chưa hề bị bại. Với tư lực và kinh nghiệm của tôi, mỗi một lời nói của tôi ở đây đều có dụng ý của tôi. Các vị bồi thẩm viên, tại sao tôi nói như vậy? Tại vì theo tài liệu cho biết, bị cáo đám cưới với vợ đã 8 năm không dùng bất cứ phương pháp người thai nào. Và theo báo cáo sức khỏe kiểm tra trước đám cưới, cơ năng sinh lý của họ không có một vấn đề gì. Thử hỏi, hai thanh niên có cơ năng sinh lý bình thường đám cưới nhau 8 năm mà không có người thai, như vậy xác suất không mang thai có được là bao nhiêu? Theo như tôi biết, tình trạng này không thể nào xảy ra. Lát nữa đây, tôi sẽ mời một bác sĩ phụ khoa có kinh nghiệm tới giải thích tường tận với các vị. Nhưng mà từ điểm này, tôi có được hai kết luận. Thứ nhất, bị cáo là một kẻ đồng tính luyến ái. Thứ hai, cảm tình vợ chồng của họ không được khá lắm, tại vì họ ít khi gần nhau. Bị cáo, anh có thể cho biết anh có phải là một kẻ đồng tính luyến ái không? Tôi không phải đồng tính luyến ái. Vậy có nghĩa là hai người không ngủ với nhau là vì tình cảm của hai người không được tốt? Không phải, quan hệ của chúng tôi rất tốt. Thưa quan tòa, tôi phản đối lời nói của luật sư nguyên cáo có ý gây hiểu lầm. Phản đối hữu hiệu. Luật sư của nguyên cáo, bổn tòa mong là lúc ông nêu ra vấn đề phải có chứng cứ rõ ràng. Bị cáo, xin hỏi anh có thói quen đi mua vui không? Không. Vậy khi anh cần thiết, làm sao anh giải quyết? Anh kiếm vợ của anh
Hay là anh đã có cách nào khác vậy? Thưa quan tòa, tôi phản đối. Câu hỏi của luật sư nguyên cáo không liên can tới bụng án. Thưa quan tòa, câu hỏi này ảnh hưởng trực tiếp tới tình cảm của hai vợ chồng nên có liên can. Phản đối vô hiệu, bị cáo phải trả lời. Đối với vấn đề này tôi không coi nặng lắm. Vậy nghĩa là sao? Là do anh không hứng thú hay là không cần thiết? Bị cáo, giả tí anh gặp được một cô gái nhìn bề ngoài rất hấp dẫn, anh có rung động gì hay không? Tôi không hiểu định nghĩa bề ngoài hấp dẫn của ông là gì. À, thí dụ có một nữ thư ký tướng tá, dung mạo và thân hình đều hấp dẫn, như là cô nữ luật sư biện hộ cho anh vậy. Mà hai người thường phải tiếp xúc về việc công, thậm chí có cơ hội để hai người ở chung với nhau. Như vậy anh có mưu đồ gì với cổ không? Không, tuyệt đối là không. Ý của anh là anh không có hứng thú với loại cô gái này, hay là anh có rung động nhưng chỉ vì thân phận của anh nên anh không dám làm như vậy? Hay là anh muốn làm như vậy nhưng lại sợ đối phương? Thưa quan tòa, tôi phản đối. Câu hỏi của luật sư nguyên cáo không liên can trực tiếp tới bổn án. Phản đối hữu hiệu. Luật sư nguyên cáo phải hỏi những câu hỏi có liên can tới bổn án. Dạ, thưa quan tòa. Bị cáo, xin hỏi anh với vợ anh bao lâu mới ngủ với nhau một lần? Thưa quan tòa, tôi phản đối. Đây là chuyện rất cá nhân, không tiện công khai trước tòa. Câu hỏi này trực tiếp phản ảnh quan hệ của vợ chồng, gián tiếp phản ảnh động cơ giết người của hắn, có liên can tuyệt đối. Phản đối vô hiệu, bị cáo phải trả lời. Xin lỗi, tôi không có làm thống kê. Khoảng chừng đi, một tuần lễ, một tháng, hai tháng, hay là thời gian dài hơn? Bị cáo, vừa rồi quan tòa nói anh phải trả lời, xin hãy trả lời ngay cách bao lâu mới ngủ với vợ một lần. Tuy là số lần mà vợ chồng của tôi ngủ chung với nhau ít hơn là các cặp vợ chồng khác, bố ít ngủ với nhau có nghĩa là chúng tôi không có hạnh phúc hay sao? Nếu như hai người có cảm tình tốt thì vốn không đến nỗi này. Theo tôi thấy, anh vốn không yêu vợ anh cho nên anh từ chối làm việc này. Tôi rất yêu vợ của tôi, nhưng mà cô không thích làm việc đó, tôi không thể ép cô được. Vậy có nghĩa là vợ anh không yêu anh cho nên từ chối ngủ với anh, thậm chí đòi ra ly dị, anh phản đối và giết chết bà? Không phải, Thiên Lan yêu tôi lắm, tôi cũng rất yêu vợ tôi mà. Tôi không hiểu sao khi không bà đòi xin ly dị với tôi. Nếu như bà không yêu tôi, bà không lên phòng luật sư lập di chúc để tên tôi là người được thừa hưởng gia tài. Vợ tôi yêu tôi, tại sao tôi phải giết bà? Cho dù có giết đi nữa, tôi sẽ giết người xúi dục vợ tôi để ra việc ly dị. Tôi không biết là ai, nếu tôi biết được tôi sẽ giết hắn. Thưa quý tòa, tôi đã hỏi xong. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, luật sư nguyên cáo đó mà giáo lắm. Hắn sẽ dùng đủ cách đã kích anh để anh nói chuyện bậy bạ. Đã biết là cái bẫy sẽ dẫn đạp vô. Tôi biết mà sao lại không biết chứ. Nhưng mà lúc đó tôi thiệt là không thể kiềm chế được. Xin lỗi, tôi không muốn vậy đâu. Bạn, anh không sao chứ, có cần tôi báo cảnh sát không? Cô có sao không? Hả? Báo cảnh sát giùm tôi đi, cảm ơn. Được. Thank you.
chưa tới sao? Để tôi đi coi thử. Trời, anh bị chảy máu đấy, tôi chùi cho. Tôi đã nói rồi mà, dù tặng nhà cho các người cũng không ở được lâu. Ông Hải, xin hỏi ông với bị cáo là quan hệ gì? Nó là chồng của cháu tôi. Vậy ngày xảy ra án mạng, nghĩa là ngày 14 tháng 6 năm 1990, lúc 12 giờ khuya, tới 1 giờ sáng ngày 15 tháng 6 năm 1990, ông đang làm gì? Tôi lái xe tới nhà cháu tôi để kiếm nó. Vì trước đó cháu tôi có điện thoại, nó gây gỗ với chồng và buồn lắm. Tôi hơi lo lắng, cho nên tới kiếm nó ngay. Sau khi ông tới nhà cháu ông đã phát hiện được gì ở đó? Tôi phát hiện căn nhà không đóng cửa lớn, tôi thấy hơi lạ, liền bước vô coi. Thấy trong nhà lộn xộn, tôi càng lo lắng và đi khắp nhà kiếm nó. Sau đó tôi phát hiện cháu tôi mình mẩy đầy vết thương và chết trong nhà sưởi ấm. Theo như tôi biết, trong lời khai mà ông nói với cảnh sát, ông có nói khi ông vừa tới nhà đã thấy có một người rời khỏi nơi đó, phải hay không vậy? Phải. Vậy ông nhận ra người này không? Nhận ra. Nếu như bây giờ người đó có ở trong tòa, ông có thể cho chúng tôi biết là ai không? Là nó. Ông Hải, vừa rồi lời khai của ông nói trong đêm xảy ra án mạng, ông thấy là một người đàn ông tầm vóc trung bình. Người đó rất có thể là bị cáo. Không phải có thể, mà chính là hắn. Ông Hải, giờ tôi hỏi ông, ông chỉ cần trả lời phải hay không phải. Theo lời khai của ông nói với cảnh sát, ông cách người đó khoảng 10 mét. Ông chỉ nhìn thấy sau lưng, vậy sao ông khẳng định hắn là bị cáo chứ? Vì tôi thường gặp mặt hắn, biết được thân hình hắn. Nhưng lúc đó là đêm khuya, mà trời đang mưa to, và xe ông đang đi, không lẽ xuyên qua tấm kính ẩm ướt mà ông vẫn khẳng định là ông không nhìn lầm? Phải. Mặc dù là trời tối, nhưng chỗ đó có đèn đường, nên tôi thấy rất rõ ràng. Ông khẳng định lúc đó có đèn đường sao? Phải. Vậy ông cho tôi biết lúc đó người đó mặc áo màu gì không? Màu vàng. Thiệt là màu vàng à? Phải. Ông Hải, xin hỏi ông trong hình cho biết gì? Số 2. Con hình này. Số 7. Con hình này. Tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Thưa quan tòa, tinh thần của nhân chứng không được ổn định, tôi yêu cầu tạm ngưng hỏi cùng. Thưa quan tòa, trách nhiệm của tôi đã làm xong. Tôi nghĩ các vị đều thấy lạ, tại sao lúc làm trách nhiệm mà ông Hải lại bị kích động đến như vậy? Vì ông sợ người ta biết ông bị loạn sắc. Y học chứng minh loạn sắc là có sự phân biệt rất kém về các màu sắc có sức độ tương cận với nhau. Vừa rồi tôi nêu ra nhân chứng bị loạn sắc không phải để phí thời giờ quý báu của các vị, nhưng vì luật sư Nguyên cáo rất có danh tiếng trong ngành tư pháp, mà một luật sư giàu kinh nghiệm như vậy không thể nào không biết nhân chứng bị bệnh loạn sắc. Nhưng mà ông vẫn dùng lời khai của nhân chứng này làm chứng cung chủ yếu, nên tôi nghĩ luật sư Nguyên cáo nhất định còn có nhiều nhân chứng và chứng cung có lợi hơn, nhưng chưa đem ra thôi. Thực nghiệm vừa rồi tôi làm cho đương sự của tôi thì là bất đắc dĩ. Tiếc là luật sư Nguyên cáo tự nghĩ cao tay, vốn không coi nặng về việc này. Tôi đi lấy xe. Đối với thần chủ, em cần giữ một khoảng cách mới giữ được đầu óc tỉnh táo.
Bộ thầy không dạy em sao? Kẻ mà đầu óc không tỉnh táo không phải là em. Lily, thầy không hài lòng về thái độ của em. Thái độ của thầy cũng không khá hơn em đâu. Nếu em muốn giữ quan hệ của mình, lập tức bỏ vụ thưa kiện này đi. Nếu thầy ép em chọn, em sẽ chọn một. Em sẽ đấu tiếp tục. Hắn không bà con gì với em, đáng làm như vậy hay sao? Vì chính nghĩa mà. Chính thầy dạy em. Thầy đã nói danh lợi như sương mù, chánh nghĩa mới vĩnh viễn. Em không thể để một kẻ vô tội bị đối xử bất công như vậy. Em làm vậy với thầy lại là công bằng sao? Có nghĩ tới thầy đã đối xử với em làm sao không? Bao nhiêu năm nay thầy nuôi em ăn học pháp luật, tận tâm đào tạo em, hướng dẫn em thành một chấp nghiệp đại luật sư. Hôm nay em ăn, em uống, em ở, em mặc, thậm chí xe này cũng là của thầy tặng cho em. Lily, em không nghĩ tình thầy, cũng phải nghĩ tới ơn huệ bao nhiêu năm của thầy cho em. Em chịu thầy một lần có được không? Lily, em không còn cách chọn lựa khác. Với địa vị và tiếng tăm ngày hôm nay của thầy, thầy không thể bị thua, càng không thể thua dưới tay của em được. Em hiểu không? Không lẽ danh lợi thì quan trọng hơn việc làm cho một người trong sạch thoát tội? Lâu nay thầy không coi nhẹ điều lợi mang tới bởi danh chồng. Kể cả vụ án của Hà Văn Kiên. Phải. Không đâu. Quách Trung Sơn mà em quen biết không làm việc này đâu. Lily, bây giờ không phải lúc em nghi ngờ. Trước mặt thầy lâu nay chỉ có hai chữ phục tùng mà thôi. Em không phục đâu. Lần này em phải xóa tội quan cho Hà Văn Kiên, nếu không em không buông tay đâu. Lily, thầy cho em một cơ hội cuối. Em có chịu bỏ vụ thư kiện này hay không? Ngoài danh nghĩa, không ai khiến em phải cúi đầu. Được. Để em làm tín đồ của chánh nghĩa, em hãy tự lo liệu. Tất cả những thứ thầy cho em sẽ không thuộc về em nữa, kể cả chiếc xe này. Quách Thế Hải là cậu vợ của tôi. Quan hệ của chúng tôi là bà con. Nhìn bề ngoài thì chúng tôi như là tốt lắm. Thực ra lâu nay chúng tôi ít trò chuyện với nhau. Từ ánh mắt của ổng tôi nhìn ra ổng như là không thích tôi lắm. Tôi không biết tại sao. Tôi cũng không biết tại sao tôi thấy ổng hình như có thành kiến với tôi nhiều lắm đó. Ta sao không nói? Nói xong rồi. Cô không phải đang nghe tôi nói mà. Anh cần chỉ để ý tới tôi. Tôi đã nói với anh coi như đây là tòa án rồi, anh cứ trả lời mà. Nói hết chuyện của anh ra đi. Không lẽ anh thấy bồi thẩm đoàn không nghe anh nói rồi anh không nói sao? Như vậy không được đâu. Làm ơn, nói lại đi. Hình như hôm nay cô không được vui mà nói tới đây thôi nha. Anh Kiên, tôi làm việc phân rõ công tư. Tôi làm việc rất có nguyên tắc. Nếu cô làm việc có nguyên tắc như vậy, cô Lily à, chúng ta tạo cho mình một cơ hội nữa nha. Tôi tiếp tục. Quách Thế Hải là cậu của vợ tôi. Quan hệ của chúng tôi là bà con. Nhìn bề ngoài chúng tôi như là tốt lắm. Chúng tôi như là tốt lắm. Thực ra lâu nay chúng tôi ít trò chuyện. Tôi không biết tại sao từ ánh mắt của ổng tôi nhìn ra ổng không thích tôi lắm. Có thể là ổng có thành kiến nhiều với tôi. Còn về cái dao đá từ đâu mà có? Là vì năm ngoái tôi ủng hộ tiền kiến trúc cho một nhà thơ Ấn Độ. Họ tặng cho tôi làm quà kỷ niệm, và tôi cứ để ở trong phòng sách của tôi. Phòng sách đó không ai bước tới, chỉ có mình tôi tới mà thôi. Nhưng mà tại sao mới con dao đá đó đi thì tôi cũng không biết. Cô Lily à, tối nay tôi bận việc, tôi muốn xin về trước. Được, chị về đi. Bye bye cô Lily. Vậy mình đi ăn cơm rồi trở về nói tiếp nha.
cơm thì lúc nào ăn chẳng được. Nhưng mà cơ hội biện hộ cho anh chỉ có một lần. Nếu anh nói không khá thì chờ ăn cơm nhà nước đi. Nếu tối nay anh có biểu hiện kém, tôi sẽ chịu đói với anh. Đừng nói thêm. Anh Kiên, có biết không được hút thuốc trong tòa án? Được, tiếp tục nha. Quách Thế Hải là cậu của vợ tôi. Quan hệ của chúng tôi là bà con. Nhìn bề ngoài chúng tôi như là tốt lắm. Thực ra lâu nay chúng tôi ít trò chuyện với nhau. Tôi không biết tại sao từ ánh mắt của ổng tôi nhìn thấy ổng không thích tôi lắm. Có thể là ổng có thành kiến với tôi. Còn về cái dao đá từ đâu mà có? Là vì năm ngoái tôi ủng hộ tiền kiến trúc cho một nhà thương Ấn Độ. Họ tặng cho tôi làm quà kỷ niệm. Và tôi cứ để ở trong phòng sách của tôi. Phòng sách đó không ai tới, chỉ có mình tôi tới thôi. Nhưng tại sao mất đi con dao đá đó thì tôi cũng không biết. Cô không cho tôi hút thuốc, tại sao cô lại cứ hút? Tôi ngửi thấy mùi thuốc của cô, tôi khó chịu lắm. Cả hai không hút thuốc có được không hả? Anh mặc kệ tôi đi. Tôi biểu anh coi đây là tòa án. Tôi thì thắc mắc sao anh không chịu tập trung. Tôi chịu đói với anh là mong rằng anh phải có biểu hiện tốt. Làm ơn tập trung đi. Anh lớn rồi, tôi không muốn rầy thêm nữa. Cô đã dựng hờn xong chưa? Tôi không biết cô có quan hệ gì với luật sư Nguyên Cáo đó, nhưng tôi biết được cô không vui. Không vui thì nên giải quyết, nhưng mà không phải dựng hờn, càng không nên dựng hờn để lây tới tôi đó. Đi xa hơn chút đi. Sau khi Quách Trung Sơn đã chọn tôi lấy tiền học bổng qua Anh Quốc và học 3 năm. Học hành xong trở về, dĩ nhiên là tiếp tục theo ông. Ông tốt lắm, và giúp tôi, còn ủng hộ tôi nữa. 2 năm nay, mọi việc đều suôn sẻ. 2 năm sau, tôi đã trở thành một đại luật sư. Có thể đứng ở cao vị đại luật sư, anh biết không? Anh có biết không? Ở văn phòng, ông hay diện cứ gần gũi tôi. Ông rất tài hoa và giỏi lắm, có phong độ, nên ai lại không thích chứ hả? Tôi cũng thích. Tôi đã thích ông như vậy. Anh biết tôi thích ông cách mấy. Tôi tưởng ông làm như vậy là thích tôi. Tôi khờ đến nỗi cái gì vì tình yêu có thể hy sinh tất cả. Vì ông tôi bỏ mặc hết tất cả. Ông đã có vợ, họ không ly dị đâu. Tôi cũng không ngại mà, vì tôi thưởng thức tài ông, yêu ông. Trong thâm tâm tôi, ông là một người đàn ông hoàn mỹ nhất. Tôi coi ông như một trưởng bối, tôn thờ ông, tôi sùng bái ông, cứ như là một thần tượng vậy. Ông là người tình của tôi. Còn tôi là một nhân tình xuất sắc nhất. Dạ rồi, Lưu là dạ rồi. Ông không phải là thứ người mà tôi thường nghĩ. Tôi giận như vậy không phải vì tôi hối tiếc cuộc tình đó, là tôi đã vỡ mộng rồi. Giấc mộng tôi giật, bấy nhiêu năm đột nhiên bị thức giấc. Tôi biết sẽ có ngày vỡ mộng, nhưng tôi không biết tại sao lại mau như vậy. Tiếc thương vô vàn.
Đêm khuya say rượu quấy nhiễu dân cư, nam nữ say rượu bị cảnh sát bắt. Thưa qua tòa, nam nữ đang trong báo, một người là bị cáo của bổn án, còn một người khác là cô Lý. Đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan tới vụ án này. Thưa qua tòa, tuy là báo không có đăng ra tên họ của hai người này, nhưng mà thử nghĩ coi, nếu bồi thẩm viên biết được đời tư của bị cáo và đại luật sư đều không nghiêm chỉnh như vậy, họ sẽ nghĩ sao? Tôi nghĩ chắc là họ có một ấn tượng rất kém. Như vậy tất cả những lời khai trước đây và mai này của họ sẽ bị giảm đi một phần đáng tin cậy. Đã lẽ càng bất lợi cho bị cáo thì tôi sẽ càng dễ được thắng kiện. Nhưng tôi vẫn kiên trì, luật pháp nhất định phải công chánh. Thưa hòa tòa, tôi nghĩ ông cũng không cho phép bị cáo chịu xét xử trong tình thế bất lợi chứ. Luật sư à, hành vi chí công vô tư của ông thiệt đáng biểu dương đó. Cảm ơn ông qua tòa. Luật sư của bị cáo, đứng trên luật pháp tôi không có quyền ngăn cản cô tiếp tục vụ án này, nhưng mà tôi sẽ báo cáo công hội đại luật sư và chủ tịch đi án sát để xử lý. Bỏ đi, cô rút lui đi nha. Nếu tôi không giúp anh còn ai giúp anh chứ? Nhưng mà công hội đại luật sư đã cảnh cáo cô, biểu cô phải giữ tư cách của một đại luật sư mà. Nếu cô không bỏ vụ án này sẽ ảnh hưởng tới tư cách hành nghề mai này của cô. Dù không được làm luật sư, tôi cũng phải làm xong vụ án này. Tôi không muốn cho Quách Trung Sơn thắng kiện. Nhưng mà công hội đại luật sư... Anh không cần nói, trừ phi anh không có lòng tin với tôi. Nếu như không, tôi nhất định tiếp tục. Tôi không phải mất lòng tin nơi cô. Tôi không muốn cô vì tôi mà bị thất nghiệp thôi. Như vậy thiệt bất công lắm. Trên thế gian này vốn đã có nhiều việc bất công rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là tôi có một lương tri làm luật sư và có một người bạn. Tôi rất vui mừng nghe cô nói vậy. Cô đứng đây chờ tôi, đừng đi đâu hết.
Mấy phù hiệu này hình như đã gặp ở đâu sao mà quen quá vậy hả? Tôi cũng có chút ấn tượng. Tại chương trình tôi đưa cô lần trước đâu. Kịch diễn. Tấm hình này là hình kịch lần đầu tiên chúng tôi tới Hồng Kông vào 8 năm trước. Phù hiệu này nó nói lên cái gì? Phù hiệu này là văn tự của một bộ lạc cổ xưa của Ấn Độ. Ý nói người mẹ. Lúc đó kịch của chúng tôi lấy tên là Người Mẹ. Câu chuyện nói về một đứa con hoang được con chó sói nuôi lớn lên rồi đi tìm mẹ. Mỗi khi nó nghĩ tới mẹ thì dùng máu của loài thú vẽ lên phù hiệu này. Tôi còn nhớ đứa bé mà vợ anh dẫn tới hôm đó đã lén lấy đi cái mặt nạ của chúng tôi. Mặt nạ gì vậy? Đó là một cái mặt nạ trong phim kịch. Đứa con quan thường hay đeo đó. Giống y như cái này nè. Bây giờ em nhỏ đó ở đâu? Tôi không biết. Em nhỏ mà người đàn bà Ấn Độ đó nói có liên quan tới vợ anh không? Không biết. Kẻ thường tập kích mình không biết có phải là nó không. Vậy có lẽ thằng nhỏ đó liên quan tới cái chết của vợ anh. Chỉ tiếc là mình không có hành tung của kẻ thần bí này. Vô đi. Cô Lily, thơ của cô nè. Cảm ơn. À phải, sáng nay công hội luật sư có điện thoại tới, hỏi mình đã quyết định bỏ vụ kiện này chưa. Gọi điện thoại trả lời cho họ. Dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng không bỏ vụ kiện này đâu. Còn nữa, nếu không cho phép hành nghề, thì cứ tự nhiên. Dạ. Anh coi. Tôi nghĩ là thằng nhỏ này có biết ai gửi tới không? Không có gì hết. Alo. Hình đó do tôi gửi tới. Cô không cần biết tôi là ai. Cô chỉ cần kiếm được căn nhà trong bức hình thì cô biết ai là hung thủ. Alo. Alo. Alo.
là tôi đây. Tôi biết các người không phải dư thời giờ đâu. Trong lá thơ có vài tấm hình của căn nhà đó, các người cứ theo đó mà tìm. Dừng lại, dừng lại. Đúng là nhà này rồi. Thank you.
Lily. Hình đó do tôi gửi tới. Cô không cần biết tôi là ai. Cô chỉ cần kiếm được căn nhà trong bức hình thì cô biết ai là hung thủ. Lily, cô có nghe được bối cảnh có tiếng gì không? Đó là tiếng gì vậy? Bây giờ tôi phóng đại tiếng này 50 lần cho cô nghe. Hình đó do tôi gửi tới. Như là tiếng chuông. Cô không cần không biết sai. Tôi là ai. Nếu phân tích không lầm, đây là tiếng báo giờ của loại đồng hồ cổ xưa. Cô biết ai là hung thủ. Chúng tôi đã phân tích bằng máy điện toán tần số tiếng Nam này cao hơn bình thường. Chắc đã bị người ta làm thay đổi rồi. Tôi nghi ngờ là đã thâu âm trước rồi dùng máy móc tối tần để thay đổi tần số của nó, để người ta không nhận ra tiếng hắn. Biểu hiện bạo lực của nhân chứng hôm trước, và sau đó cảnh sát phát hiện được con dao đá của bị cáo trong nhà của hắn. Từ đó chúng ta có thể suy luận bị cáo đã bị quan, và hung thủ thật sự có thể là nhân chứng.
Không đúng. Tại các người đi vào phạm vi cá nhân của tôi, giờ còn muốn vu oan cho tôi hả? Thiên Lang là cháu của tôi, tại sao tôi phải giết nó? Là vì yêu. Anh vì yêu thành hận. Thưa quan tòa, tôi yêu cầu truyền triệu một nhân chứng đặc biệt đột xuất. Quốc Bắc Giang, em nhận ra được người trong hình này là ai không? Má của tôi! Má! Má ơi! Má! Ba của em là ai vậy? Ê, khốn nạn! Ông là thứ khốn nạn! Ông là thứ khốn nạn! Bác Dân! Bác Dân! Bác Dân! Ông không phải ba tôi! Ông không phải ba tôi! Ông không phải ba của tôi! Thưa quan tòa, thưa các bồi thẩm viên, tôi mong các vị phải suy nghĩ thận trọng. Lời khai của nhân chứng chủ yếu của vụ án này, ông Quách Thế Hải có đáng tin cậy hay không? Thưa quý quan tòa, tôi phản đối. Luật sư Nguyên cáo, xin nghe cho hết rồi mới đề ra phản đối. Thứ nhất, ông Hải và kẻ bị chết trong vụ án này là cậu với cháu. Bây giờ chúng ta biết được giữa họ có cuộc tình và có cả con là Quách Bắc Văn. Mối quan hệ loạn luân này đáng lẽ thuộc về đời tư cá nhân, mình không nên có phê phán đạo đức gì ở đây. Nhưng mà điều chúng ta bận tâm là ông Hải và kẻ bị cáo và kẻ bị hại đã bị liên can trong một cuộc tình yêu ba người. Tôi thiệt nghi ngờ khi ông Hải cho lời khai, làm sao giữ được trung lập. Thứ hai, trước một ngày xảy ra vụ án, ông Hải đã có từng gây gỗ với nạn nhân. Điều này ông Hải không có hề nhắc tới trong lời khai của ông ta. Và ngày xảy ra vụ án, ông Hải đã rõ ràng nói là mình ở hiện trường. Ông Hải lâu nay ít tới lui với bị cáo. Tại sao lại đi kiếm bị cáo vào lúc đêm khuya như vậy chứ? Đêm hôm đó tôi quả thật thấy Hải Văn Kiên từ trong nhà chạy ra. Thật ra tối hôm đó ông Hải không những đã thấy bị cáo, và sau khi bị cáo rời khỏi đã gặp kẻ bị hại. Ông đề ra yêu cầu được chung sống trở lại với kẻ bị hại nhưng mà bị chối từ. Lúc đó hai người gây gỗ, ông không tự kiềm chế nổi nên đã giết chết bà, có phải vậy không? Sau khi ông giết người, vì muốn xóa tội bị tình nghi, ông đã cho khẩu cung giả để hãm hại bị cáo. Còn ông không ngừng nói láo như vậy với con của ông, khiến cho con ông đã bỏ mặt luật pháp đi giết bị cáo, có phải vậy không? Tôi không có nói láo, tôi không có nói láo. Nhưng mình tỉnh lại. Tôi biết từ đầu mà, các người nghe được, các người nghe được. Quan hệ đặc biệt giữa tôi với Thiền Lan thì các người không ai tin tôi nữa. Đừng có lại gần nha, nếu không thì tôi sẽ giết nó. Tránh ra. Không sai, tôi rất yêu Thiền Lan. Thì nó là cháu của tôi. Chúng tôi yêu lẫn nhau và đã có đứa con. Nhưng mà vậy rồi sao? Có quan hệ gì với các người chứ? Có mắc mớ gì với các người? Các người đàn áp chúng tôi, khi chúng tôi, khiến chúng tôi không dám đưa đứa con ra công khai, khi còn chúng tôi không được học hành, không có bạn bè, khi nó ghét tôi, khi nó ghét tôi suốt đời. Còn mày nữa, tại mày thôi. Tao với Tiền Lang yêu nhau 10 mấy năm, khi mày xuất hiện bà đã bỏ tao. Tao năn nỉ bà chạy về bên tao, bà nhất định không chịu. Bên cậu gì yêu Thành Thượng giết chết bà phải không? Không phải, mày mới là hung thủ giết người. Tiền Lang đã đề ra chuyện mày sợ bị người ta nói, mày sợ bị người ta khinh dễ Tiền Lang, mày không dám lên tiếng. Mà Lang nói là không có giết bà sao? Không sai, tao nghe được bà nói không yêu tao, tao giận lắm. Tao định qua bên Thiên Lan để chết chung với bà. Tiếc là tao đã tới trễ, bà đã bị chết. Là mày, mày đã giết bà. Không phải tôi. Là mày. Không phải tôi. Hà Dân Kiên, Thiên Lan chết đi không bao lâu, mày muốn ở chung với người đàn bà này, mày đừng có hòng. Thiên Lan, tôi trả tù cho bà. Thiên Lan, tôi trả tù cho bà. Trả tù cho bà, Hà Dân Kiên. Anh
Đại luật sư, chúc mừng cô được thắng kiện lần này. Nghe nói một vụ kiện lần này có thể là vụ kiện cuối cùng của cô. Cô có cảm nghĩ gì? Trong óc của tôi chỉ có một câu, đó là chánh nghĩa mới vĩnh cửu. Tôi nghĩ tôi không hối hận về quyết định của tôi. Trạng sư Sơn, ông là người giàu kinh nghiệm trong ngành tư pháp. Lần này ông đã buộc tội sai lầm của tội phạm, ông có cảm tưởng gì? Tôi muốn đính chính một điều, tôi không có buộc tội sai lầm một người nào. Một kẻ tội tình nghi bị phán vô tội ở tòa án không có nghĩa là hắn đã vô tội thật sự. Chỉ là trước pháp luật không đủ chứng cứ để buộc tội, cho nên lợi ích sẽ thuộc về kẻ bị tình nghi. Trạng sư à, riêng cá nhân tôi thấy ông đã hơi chủ quan về vụ án này. Ông thấy thế nào hả? Về việc công thì quyết không có. Về đời tư tôi không dám nói. Ở đây tôi xin nói một ít cảm nghĩ cá nhân của tôi với các vị. Một người đàn ông sau khi vợ mới vừa chết, cách không bao lâu đã yêu một người đàn bà khác. Thứ người không chung tình này, theo kinh nghiệm của tôi thường không thể tin cậy được. Xin lỗi nha. Xong rồi, xin lỗi nha, xin lỗi. Chúc mừng cô, biểu hiện của cô thiệt khá. Cảm ơn. Vinh quang hôm nay đáng lẽ có một nửa thuộc về thầy. Ngành luật pháp thêm một ngôi sao mới thiệt sáng chói nhiều đó. Vụ án Trần Vĩnh Hòa năm xưa thầy cũng vậy thôi, khiến mọi người phải có cái nhìn khác. Cô tự bảo trọng nha. Xin chào. Các vị, năm ngoái có một vụ án cũng xét xử ở viện tối cao, có một luật sư nguyên cáo biết rõ phạm nhân đã bị quan, nhưng vì danh dự của mình, ông đã giấu đi chứng cớ có lỗi của phạm nhân. Kết quả, phạm nhân đó bị phán vô tù, sau đó ông ta tự tử mà chết. Vụ này như là vụ Trần Vĩnh Hòa. Hình như ông Sơn làm luật sư cho nguyên cáo. Luật sư Lily, điều của nó có thật không? Cứ hỏi ông Sơn thì biết. Ông Sơn. Thiệt là dứt giả cho cô đó, cạn ly. Không thể ngờ được trong thời gian ngắn vậy mà có thể xảy ra bao nhiêu việc. Tôi nghĩ chuyện đời thường thay đổi bất chợt mà. Bây giờ tôi mới hiểu rõ được chuyện này. Chuyện đời người thì khó nhìn được xuyên suốt. Tôi cứ tưởng là thái độ làm người của tôi tiêu cực, nhưng không ngờ cô cũng không lạc quan hơn tôi bao nhiêu. Từ ngày tôi biết chân tướng của Quách Trung Sơn và khoảng thời gian tôi chia tay với ông, tôi đã mất đi lòng tin với người khác. Kể cả tôi hả? Từ lúc mà tôi mất đi Thiên Lan, tôi nghĩ là cảm giác của tôi cũng giống như cô bây giờ vậy. Chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ tới nữa nha. Hả? Cô nói cô có học khiêu vũ mà, cô dạy tôi nha. Dạy tôi nha.
Anh đi tôi lấy. Alo Kiệt hả? Xin lỗi nha, khuya vậy quấy rầy anh. Lily, khuya vậy có việc gì? Tôi muốn hỏi là nếu như tôi với anh bây giờ ở cùng một nơi, anh có cách nào gọi điện thoại cho tôi nhưng mà là ở chỗ khác không? Ồ, dễ dàng thôi, có thể dùng máy thâu âm điện thoại quay đúng giờ theo dự định. Thì cho dù cô ở chung với tôi, cô vẫn có thể. Alo, Kiệt. Alo. Alo. Thoại cho con trai khác hả? Không phải, đâu có phải. Vừa rồi em đi ngang qua nghe thấy tiếng đồng hồ của anh. Tiếng của nó ngộ quá cho nên em vô đây coi thôi. Anh không ngại chứ? Em thích thú về đồng hồ cổ này à? Anh có thấy tiếng chuông nghe quen quá vậy? Đâu có gì, ngày nào anh cũng nghe. Sao vậy? Tôi nghĩ chúng ta nên nói thẳng với nhau. Anh có nhớ cái điện thoại vô danh không? Có phát hiện gì mới không? Tôi có lấy cuộn băng đi phân tích. Kết quả cho biết là trong cuộn băng có tiếng chuông này nè. Ủa, em nghi ngờ là anh sao? Không phải muốn nghi ngờ anh đâu. Nhưng mà ngoài anh ra, Quốc Thế Hải và đứa nhỏ còn có ai rõ việc này nữa chứ? Cuộn băng đã qua xử lý đặc biệt. Tại vì người đó đã muốn giấu giếm thân phận của mình. Trừ khi hắn là người quen, sao bị nhận ra tiếng. Anh có ý buộc tội Quốc Thế Hải à? Anh thừa biết quan hệ giữa Quách Thế Hải và Thiên Lan cho nên đã bày mưu. Nhân dịp này buộc tội Quách Thế Hải để trả thù và xóa tội cho mình có phải vậy không hả? Cô là luật sư biện hộ của tôi, cô phải kiếm chứng cứ có lợi để biện hộ cho tôi chứ. Trên cơ bản mình phải tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí mà. Sao cô hỏi nhiều quá vậy hả? Tòa án đã phán tôi vô tội là tôi vô tội. Cô đừng có dùng cái giọng nói với tội phạm để nói chuyện với tôi, nghe chưa? Cô cứ hỏi chân tướng thì quan trọng với cô vậy sao? Tôi đã nói là không biết là không biết. Tôi là luật sư biện hộ cho ông.
cũng là luật sư của ông. Tôi có quyền biết những gì mà tôi muốn biết chứ. Cô là bạn gái của tôi, phải. Nên cô đừng hỏi tôi nhiều như vậy nha. Vì anh biết được. Tôi biết rằng là anh biết được mà. Nè, tôi cảnh cáo cô đừng có hỏi tôi nhiều quá như vậy. Thật ra hôm mà anh phát hiện quan hệ giữa Quách Thế Hải và Phương Thiên Lan, anh đã nổi giận và sinh lòng giết người. Nhất là sau khi anh biết cuộc tình này và ngày xảy ra án mạng không xa, cho nên tôi có thể nghi ngờ chính anh là hung thủ. Phải, tôi là hung thủ. Phương Thiên Lan đã bị tôi giết đó. Bà đã phản bội tôi, còn loạn luôn với ông cậu. Tôi không nhịn được người yêu của tôi bán rẻ tôi. Tôi không nhịn được Phương Thiên Lan, yêu quý của tôi, bị lâm vào một quan hệ dơ bẩn này. Tôi không thể nhịn được. Để cô sống trong một quan hệ bẩn thỉu như vậy, sao tôi không đích thân hủy diệt cổ chứ? Cổ chỉ có cái chết. Chỉ có cái chết mới có thể buộc tội cổ, mới vãn hồi được thuần khiết và danh dự của cổ mà thôi. Cái bẫy, tất cả đều là cái bẫy. Tôi đã nói với cô rồi, đừng có hỏi tôi nhiều quá như vậy có được hay không hả? Chuyện này đã qua rồi, tôi có thể làm lại cuộc đời mà. Sao cô cứ nhiều chuyện như vậy hả? Hả? Anh muốn gì? Cô quá nhiều, quá nghi ngờ rồi. Hãy để tôi giúp cô. Đưa cô tới một nơi mà ở đó cô sẽ không còn nghi ngờ và phiền não nữa. Ah!